mầm là chia một nhóm lớn thành các nhóm con. Mầm là chia nhóm lớn thành các nhóm con. Chúng ta thể thực hiện cái hành động băm ở trong nhà bếp. Chúng ta băm thịt, băm cá. Còn trong lập trình chúng ta là băm dữ liệu. Ai có thể định nghĩa được rằng băm là kỹ thuật băm là gì? Giơ tay. Băm trong tin học là gì? Ai có thể định nghĩa được rồi? Giơ tay. Đặng Phương Anh có nghe thầy nói không? Định nghĩa được băm là gì chưa? Băm là chia một nhóm gồm rất nhiều dữ liệu thành các nhóm nhỏ hơn. Băm là chia tập hợp lớn thành các tập hợp con. Đinh có bảo định nghĩa được chưa? Dạ rồi. Ai chưa định nghĩa được thì nhắm mắt lại đi. Băm là chia tập hợp lớn thành các tập hợp nhỏ hơn. Vậy thì tại sao chúng ta lại cần băm? Chúng ta nhìn lại các tác vụ trên các cấu trúc dữ liệu quản lý nhóm. Đó là mạng một chiều, danh sách liên kết và cấu trúc cây nhị phân mà chúng ta đã được học. Thì cái bảng này nó tổng hợp cho chúng ta các đánh giá về độ phức tạp của các tác vụ trên đó. Thế mà bây giờ chúng ta lại muốn rằng khi quản lý một tập hợp, chúng ta muốn cái tác vụ tìm kiếm nó phải tốt hơn nữa thì làm thế nào? Giải pháp: thay vì chúng ta quản lý một tập hợp mà có 1.000 phần tử, nếu ta chia cái 1.000 phần tử đó ra thành 10 tập con thì trung bình mỗi tập con sẽ có 1.000 chia cho 10, tức là 100 phần tử. Thời gian tìm kiếm một phần tử trong 100 phần tử thì nhanh hơn rất nhiều so với lại tìm một phần tử trong 1.000 phần tử. Đào Nguyễn Phương Anh đã nắm được cái ý tưởng tại sao chúng ta lại cần kỹ thuật băm chưa? Dạ rồi thầy. Lê Chí Hùng nắm được chưa? Dạ rồi thầy. Như vậy băm là gì? Băm là chia tập lớn thành các tập con nhằm mục tiêu đó là tăng cường hiệu quả của tác vụ tìm kiếm. Em còn nhớ lúc chúng ta luyện tập cái kỹ năng phân tích và hiện thực tác vụ đề quy, chúng ta đã được giới thiệu cái phương pháp chia đề chỉ. Vậy thì băm cũng là áp một cách áp dụng phương pháp chia đề chỉ thôi. Thao tác trên tập nhỏ thì hiệu quả hơn thao tác trên tập lớn. Vậy nếu ta có quản, ta phải quản lý một tập dữ liệu lớn, ta chia cái tập lớn nó thành các tập nhỏ thì các tác vụ trên tập nhỏ nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta đã xong phần định nghĩa băm là gì, tại sao chúng ta cần băm. Ở trong cuộc sống, ở trong nhà bếp, chúng ta muốn băm thì cần công cụ để băm. Trong hoạt động của nhà bếp, công cụ để băm là con dao và cái khớt. Cái tập hợp ban đầu nó chính là con cá hoặc là miếng thịt. Như vậy thì trong lập trình, công cụ để băm là hàm băm.
Mời các em nhìn hình ảnh minh họa. Ta mô tả toàn bộ dữ liệu chúng ta là tập hợp lớn, đó là cái hình chữ nhật to này. Chúng tôi chia tập hợp lớn thành các tập hợp con. Như vậy nếu như bây giờ đây là phần tử chúng ta muốn thêm nó vào. Như vậy phần tử thêm và được thêm vào này, chúng ta sẽ thêm nó vào một tập con ở trong này. Vậy câu hỏi làm thế nào để tôi xác định được cái tập hợp mà phần tử này sẽ được đưa vào? Thì cái hàm băm này nó sẽ trả lời cho chúng ta. Vậy hàm băm này đó là một cái hàm, nó nhận dữ liệu đầu vào là cái phần tử này đây, và nó trả cho chúng ta chỉ số vị trí của cái tập con. Kỹ thuật băm sẽ chia tập hợp lớn thành các tập con. Hàm băm nhập đầu vào là dữ liệu của một phần tử. Hàm băm cho chúng ta chỉ số vị trí của tập con và phần tử này được đưa vào hoặc là sẽ được tìm kiếm. Ai cảm nhận được ý tưởng của hàm băm rồi đưa tay. Cảm nhận thôi, còn hàm băm được xây dựng thế nào chúng ta sẽ được giới thiệu sau. Rồi hạ tay xuống. Như vậy nguyên trị của hàm băm người ta hay ký hiệu là chữ H. Tập hợp dữ liệu đầu vào của một hàm thì trong văn học gọi là domain, tức là nguyên trị. Tập hợp dữ liệu đầu ra của một hàm trong văn học gọi là codomain. Cái tập hợp chỉ kết hợp. Như vậy miền trị của hàm băm, tức là tập hợp dữ liệu đầu vào của hàm băm, là các đối tượng dữ liệu trong thực tế. Miền trị đầu ra của hàm băm, tức là codomain của hàm băm, đó chính là tập con của tập số nguyên. Ai hiểu được rằng miền trị của hàm băm và codomain của hàm băm rồi được thấy. Thầy nhắc lại, hàm băm sẽ nhận đầu vào là các đối tượng dữ liệu trong thực tế. Vậy miền trị, tức là tập hợp dữ liệu đầu vào của hàm băm H này, đó chính là tập hợp dữ liệu mà chúng ta phải quản lý. Đầu ra của hàm băm là một con số nguyên, cho biết rằng chỉ số vị trí của tập con mà phần tử này sẽ được đưa vào hoặc là được tìm kiếm. Vậy thì tập hợp các dữ liệu đầu ra thì tôi gọi là codomain. Vậy nó là một tập con của tập số nguyên. Tại sao lại là tập con của tập số nguyên? Vì ý tưởng của chúng ta khi ta chia cái tập hợp lớn là thành bao nhiêu tập con, chúng ta đã biết, đã xác định rồi. Giả sử như ta định chia tập hợp ban đầu thành 11 cái tập con. Như vậy thì cái hàm băm này sẽ cho chúng ta chỉ số từ 0 cho đến 10. Vậy thì tập hợp các chỉ từ 0 cho đến 10 mà là số nguyên, vậy đó là tập con. Ai hiểu được những cái ý tưởng được trình bày trên slide số 3 này rồi, giơ tay. Hạ tay xuống đi. Có ai không hiểu điều gì thì hỏi đi. Không ai hỏi, chúng ta học tiếp. Em hạ tay xuống. Ai vẫn chưa hiểu đưa tay để thầy có thể giới thiệu lại cho em. Rồi, ai cũng hiểu, chúng ta tiếp tục. Vậy thì trong chương này chúng ta sẽ được giới thiệu một số những điều liên quan đến kỹ thuật băm. Cơ bản về kỹ thuật băm, các hàm băm thông dụng, giải quyết xung đột,
xóa một phân tử trong vị thực phẩm, hàm băm hoàn hảo, kỹ thuật băm mở rộng, tức là băm ở trên phần tim. Và phần cuối cùng chúng ta sẽ được giới thiệu về gói thư viện Java Util, ở trong đó có kỹ thuật băm đã được hiện thực rồi. Về phần bài tập, chúng ta sẽ có những bài tập chúng ta phải làm để chúng ta nộp trên LMS. Chúng ta sẽ có hai bài tập. Một bài tập để chúng ta đi đếm số ký tự trong một tập tin. Bài tập này để luyện tập cái cách dùng các lớp thư viện về kỹ thuật băm của Java để ta đi đếm số ký tự ở trong một tập tin. Cái công việc này nó có liên quan đến cái chương cuối cùng là kỹ thuật nén dữ liệu. Cho nên bài tập này được làm trước ở đây. Để sang đến cái chương xử lý văn bản, cái phần nén dữ liệu thì em đã biết khái niệm về tần suất hoặc là xác suất của một ký tự trong nội dung rồi. Kế tiếp chúng ta sẽ dùng kỹ thuật băm để chúng ta viết chương trình quản lý sinh viên. Mà ở trong bài thứ hai này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái cách để chúng ta truy xuất nội dung văn bản và lưu trữ dạng Unicode. Thì có đôi khi một số em sẽ lúng túng khi lập trình Java với tập tin văn bản Unicode thì làm như thế nào chưa biết làm. Thế thì có hai bài tập em phải làm. Về mục tiêu của cái chương này, chúng ta có 6 learning outcome. 1. Giải thích khái niệm băm là gì? Chúng ta giải thích rồi. Định nghĩa hàm băm và bảng băm và ứng dụng của nó. Ý muốn nói rằng kỹ thuật băm này được dùng trong các bài toán nào. Learning outcome số 2, chúng ta sẽ được giới thiệu về một số những cái cách đi xây dựng hàm băm. Ví dụ như là phương pháp chia, phương pháp gấp, folder là thư mục, động từ fold là gấp trở lại, gói lại đó. Phương pháp gấp, một số thứ công khác nữa. Thứ ba, chúng ta phải giải thích được xung đột là gì và quản lý xung đột như thế nào. Tôi nêu công số 4, chúng ta sẽ được giới thiệu một cái cách quản lý xung đột trong hàm băm. Đó là phương pháp địa chỉ mở. Phương pháp địa chỉ mở. Ở đó chúng ta sẽ dùng một cái hàm phụ trợ gọi là hàm thăm dò. Probe là thăm dò. Hàm thăm dò tuyến tính hoặc là bình phương. Thứ năm, chúng ta phải giải thích được phương pháp băm theo chuỗi, sâu chuỗi, phương pháp sâu chuỗi. Đây là phương pháp thông dụng nhất. Learning outcome số 6, chúng ta phải định nghĩa được hàm băm hoàn hảo và băm trên tập tin. Cái bài này thì có lẽ là thầy sẽ hướng dẫn các em 2 buổi thì xong. Chúng ta sang phần thứ nhất, cơ bản về kỹ thuật băm. Vậy thì băm là gì? Chúng ta đã định nghĩa rồi. Băm là một quá trình trong đó một tập dữ liệu lớn sẽ được phân chia thành một số các tập dữ liệu nhỏ. Công cụ của hàm băm, công cụ của kỹ thuật băm là hàm băm. Hàm băm sẽ làm gì? Hàm băm sẽ được xây dựng bởi cái người hiện thực kỹ thuật băm này. Hàm băm này sẽ chấp nhận dữ liệu đầu vào. Nó có thể là tất cả dữ liệu đầu vào hoặc là một phần của dữ liệu đầu vào. Và nó cho chúng ta một chỉ số duy nhất ở đầu ra, nó chính là chỉ số của tập con. Ai sẽ phải hiện thực hàm băm? Trả lời, cái người hiện thực kỹ thuật băm phải hiện thực. Tức là nếu chúng ta là người tự đi xây dựng cái kỹ thuật băm này thông qua một số các cái lớp thư viện thì chúng ta phải đi hiện thực hàm băm. Như vậy thì khi dùng kỹ thuật băm, chúng ta đầu điều đầu tiên chúng ta sẽ phải làm đó là chúng ta phải thiết kế hàm băm sẽ được vận hành như thế nào. Chúng ta xong phần thứ nhất.
hai, chúng ta xem xét cái sự giống nhau và khác nhau giữa mảng một chiều và bản âm. Vậy thì tập hợp dữ liệu được lưu trữ ở trong kỹ thuật MUM, mời các em nhìn lại slide số 3. Ta cũng cảm thấy rằng đây là một bản. Vậy thì giữa kỹ thuật MUM và quản lý tập hợp dữ liệu bằng mạng một chiều nó giống và khác nhau chỗ nào? Slide số 7 cho chúng ta tập công trả lời. Về bảng MUM thì ta cũng thấy rằng nó là một mạng một chiều. Như vậy thì sự giống nhau nó nằm ở chỗ là chúng ta phải cấp phát khối bộ nhớ liền kề trước khi sử dụng. Nhưng chắc chắn nó phải khác nhau. Nó phải có cái sự điều khiển khác nhau ở trong đó. Vì người ta đã dùng hai tên gọi cho hai khái niệm khác nhau thì chắc chắn nó phải có cái khác. Vậy cái khác nó nằm ở chỗ nào? Mời các em nhìn ở cái bảng này để cho chúng ta những cái điểm nhấn khác nhau giữa mạng một chiều với lại bảng âm. Thứ nhất về chỉ số. Khi ta lập trình với mạng một chiều thì ta truy xuất phần tử nào thì ta đưa thẳng cái chỉ số đó vào. Còn thì với hàm băm, với bảng băm thì chúng ta từ dữ liệu, chúng ta phải thông qua hàm băm, chúng ta mới xác định được chỉ số vị trí. Ai quên thì thầy quay lại slide trước. Đây. Ta không thể tùy tiện để đưa phần tử này vào cái tập hợp nào, tập con nào trong này. Để xác định được tập con sẽ đưa phần tử này vào thì chúng ta cần phải thông qua hàm băm, chứ không thể tùy tiện đưa chỉ số. Thứ hai đó là ở trong mạng một chiều thì các phần tử sẽ được lưu trữ liền kề, nhưng trong bảng băm thì có thể không liền kề, tức là chấp nhận có những cái chỗ chưa dùng đến. Mời em nhìn quay trở lại slide số 3. Ta chia cái tập này thành các tập con mà có thể ở trong cái tập này chúng ta chưa dùng đến, tức là chưa có phần tử nào. Cái tiếp đó là sự khác biệt về thông tin lưu trữ trong một phần tử. Đối với mạng một chiều thì cái phần tử cứ đi ở trong mạng này chỉ chứa dữ liệu. Nhưng mà trong kỹ thuật băm, chúng ta nhận thấy rằng có những cái vùng trống chưa dùng đến ở trong tế bào. Như vậy thì chắc chắn ngoài cái dữ liệu nó lưu trữ, nó phải có thông tin cho biết rằng cái vùng nhớ ở trong cái bảng đó đã được dùng hay chưa. Em nhìn lại cái đặc điểm thứ hai, trong mạng một chiều thì lưu trữ liền kề, trong bảng băm thì có thể không liền kề. Ít nhất là có cái khác nhau chỗ này. Như vậy phải có thông tin được rằng một cái phần tử thứ y ở trong cái bảng đó đã được dùng hay chưa. Cho nên chắc chắn có những thông tin thêm, chứ không phải chỉ là chữ dữ liệu. Kế tiếp, tức là hiệu quả sử dụng bộ nhớ. Em biết trong mạng một chiều thì gần như là nếu số phần tử bằng với kích cỡ của mạng thì hiệu suất sử dụng bộ nhớ là tốt nhất. Nhưng em thấy bộ nhớ ở trong bảng băm chúng ta tốt hơn. Ít nhất là phải nhớ thêm cái thông tin này đây. Thông tin thêm này đây. Và chính cái thông tin thêm này, đó chính là cái giá phải trả để chúng ta có được cái hiệu năng và tìm kiếm nhanh. Rồi, các cái tác vụ độ phức tạp nó như thế nào? Thế thì ở trong mạng một chiều, cái này ta quen quá rồi. Nhưng còn trong cái bảng băm thì độ phức tạp của các tác vụ là bích Âu của 1 cộng 1 chút. Vậy bích Âu của 1 là cái gì và 1 chút là cái gì? Vậy liệu cái 1 chút này nó đỏ với cái bích Âu của 1 này nó như thế nào? Thì thầy lại mời các em nhìn lại ở slide trước.
Câu của một chính là thời gian thực hiện hàng băng. Vì hàng băng đã được xây dựng sẵn rồi, các câu lệnh đã viết rồi, cố định rồi, cho nên hàng băng được chạy với một chi phí thời gian là một đơn vị thời gian. Vì hàng băng đã được viết một cách xác định. Vậy thì cái một chút ở trong chi phí hoặc thao tác nó chính là cái thời gian để thao tác những tập con này. Ví dụ nếu đây là tác vụ thêm vào, ta mang phần tử này vào, thông qua hàm băm tốn chi phí thời gian bình công của một, chúng ta xác định được chỉ số vị trí. Vậy thì cái phần tử đó khi thêm vào sẽ được thêm vào tập con này. Cái cách mà chúng ta thêm phần tử nó vào tập con này như thế nào? Nó chính là chi phí một chút mà trong slide vừa rồi thực hiện. Và tương tự, khi ta đi tìm phần tử, ví dụ ta đưa cho nó cái key để ta tìm kiếm, thông qua hàm băm chúng ta tốn chi phí big O của một. Vậy thì cái một chút nó chính là cái thời gian để đi tìm kiếm trong tập con này. Và tương tự cho tập con xóa, khi xóa phần tử đi, em đưa cái key, thông qua hàm băm chúng ta tốn big O của một. Vậy thì đến đây ta lại phải vào trong này mà tìm phần tử đó và xóa đi. Vậy thì một chút chính là cái thời gian thao tác lên tập con. Vậy nếu như tập con này mà số phần tử nó ít thì thời gian một chút nó sẽ nhanh. Nhưng mà nếu như tập con này số phần tử nó nhiều thì thời gian một chút đó nó cũng là hơi khá lớn. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với khi chúng ta xử lý trên toàn bộ phần tử, là trên nguyên cục to này thì nó chậm hơn rất nhiều. Còn thao tác trên cái cục nhỏ này, cái nhóm nhỏ này thì nhanh hơn rất nhiều. Ai hiểu được cái một chút ở trong cái đánh giá toàn bộ độ phức tạp của các thao tác trên bản băng, ai cảm nhận được rồi được đấy. Cảm nhận thôi, còn chi tiết em được giới thiệu sau. Tóm lại, cái một chút thì nó lại lớn hơn cái biết đâu. Đạo Nguyễn Phương Anh có đồng ý với thầy là cái gọi là một chút thời gian đó nó lớn hơn cái biết đâu của một không? Dạ có thầy. Ok. Chúng ta sang phần chi tiết hơn về hàm băm. Công cụ của kỹ thuật băm là hàm băm. Vậy hàm băm nó vận hành thế nào? Hàm băm sẽ chuyển dịch một chút dữ liệu mà chúng ta gọi là khóa đó. Khi chúng ta quản lý dữ liệu nhiều quá. Em còn nhớ bài phổ học chúng ta học về đồ thị. Nhãn của một đỉnh là gì? Là tập hợp dữ liệu nhằm phân biệt đỉnh này với đỉnh khác. Khi cái nhóm dữ liệu của một phần tử nó gồm nhiều thành phần, thay vì phải phân biệt phần tử này với phần tử khác bằng cả một nhóm nhiều dữ liệu cụ thể, thì về mặt kỹ thuật người ta hay cho cái phần tử đó một cái dữ liệu gọi là dữ liệu khóa. Cái điều này các em đã được giới thiệu rất kỹ ở trong môn cơ sở dữ liệu rồi, môn database. Nhưng mà thì cũng vậy, ở đây hàm băm sẽ nhận đầu vào là cái key của cái phần tử và nó cho chúng ta đầu ra đó là một con số nguyên. Xong rồi. Vậy thì chúng ta nhận thấy có thể một cái hàm nó nhận hai dữ liệu đầu vào khác nhau và nó cho cùng một dữ liệu đầu ra. Có thể có cái hàm nhận hai dữ liệu đầu vào khác nhau và cho cùng một dữ liệu đầu ra. Đinh Quốc Bảo có đồng ý có những hàm số học nó nhận hai dữ liệu đầu vào khác nhau và cho chúng ta cùng dữ liệu đầu ra. Đinh Quốc Bảo có thể cho một ví dụ không?
đó là phép toán phần trăm, phép toán phần trăm ở trong lập trình chúng ta đó, mà trong toán học là hàm modulo đó. Ví dụ như là em chia cho 15 lấy phần dư, em thấy hai dữ liệu đầu vào khác nhau là con 15 và giá trị 30. Hai dữ liệu đầu vào khác nhau là 15 và 30. Khi em chia cho 15 lấy phần dư, em cùng được giá trị 0 đến đây. Tin có bảo đồng ý điều đó không? Dạ. Vậy thì nếu như hàm băm này của chúng ta mà nếu nó nhận hai cái key đầu vào khác nhau mà cho chúng ta hai con số đầu ra khác nhau thì cái hàm băm nó gọi là hàm băm hoàn hảo. Gọi là hoàn hảo thì em đã biết rồi, cảm nhận được rồi. Cái gì hoàn hảo thì khó có thể có được. Cùng lắm là gần hoàn hảo thôi, chứ còn tìm được cái hoàn hảo thì tìm đến bao giờ cho được. Thôi, cái này là định nghĩa thôi. Em sẽ được giới thiệu riêng về một phần liên quan đến hàm băm hoàn hảo. Vậy thì đến đây ở slide trước chúng ta nói với nhau rằng một phần tử ở trong bảng băm nó chứa nhiều dữ liệu hơn những gì nó vốn có. Nhìn trở lại đây đi. Đây. Trong mảng một chiều thì cái khe mà ở trong mảng đó chỉ chứa một dữ liệu của phần tử đó thôi. Còn thì trong bảng băm chúng ta phải có thêm phần tử. Vậy câu hỏi, vậy thì cấu trúc dữ liệu trong một phần tử trong bảng băm nó gồm cái gì? Mời em nghĩ. Hình ảnh này minh họa cho chúng ta một cái cấu trúc dữ liệu mô tả một phần tử trong bảng băm. Một, đó là cái vùng đó đã được dùng hay chưa. Thứ hai là dữ liệu được lưu bên trong đó. Và thứ ba, tức là thông tin thêm để giải quyết xung đột. Đến đây các em gặp khái niệm xung đột. Vậy xung đột trong bảng băm là gì? Xung đột trong bảng băm đó chính là những tình huống đầu vào dữ liệu thì khác nhau nhưng đầu ra của bảng băm cùng là một con số nguyên. Mời các em nhìn ví dụ ở dưới này. Ví dụ về tình huống xung đột, ta có ba thành phần dữ liệu khác nhau với cái key là K1, K2, K3 đây. Và cái hàm băm được dùng đó là cái hàm băm là phép toán modulo. Trong lập trình là phép toán phần trăm, trong toán học chúng ta gọi là phép toán modulo, tức là phép toán chia nguyên lấy phần dư. Và ở đây chúng ta dùng phép toán phần trăm cho 100. Vậy ba cái key này khác nhau nhưng cho cùng đầu ra là 25. Vậy ý nghĩa về mặt lập trình, vì qua hàm băm cho chúng ta cùng giá trị 25, vậy ý muốn nói ba cái dữ liệu đầu vào này thuộc cùng một nhóm. Như vậy thì đến đây ta cần có cái cách để chúng ta kết nối ba phần tử này thành cùng một nhóm con. Và chính là cái thành phần dữ liệu này. Mời các em nhìn lại cái ban đầu. Âm là kỹ thuật chia một tập hợp dữ liệu lớn thành các tập con. Ba phần tử đầu vào khác nhau, ba hàm băm cho chúng ta cùng chỉ số. Như vậy thì đến đây ba cái phần tử cho chúng ta cùng giá trị đầu ra của băm thì nó sẽ cùng thuộc với cái tập con này. Và vì cùng thuộc tập con này, người ta cần cái dữ liệu để chúng ta ghi nhận rằng ba phần tử này thuộc về cùng một tập con. Và cái thành phần dữ liệu này đó là thành phần dữ liệu nhằm giải quyết xung đột. Chắc là xung đột đó là những tình huống dữ liệu đầu vào khác nhau nhưng hàm băm cho cùng kết quả đầu ra. Ai có thể định nghĩa được tình huống xung đột là gì không? Tương tự. Rồi. Như vậy thì đến đây chúng ta cần phải có một cái dữ liệu để giúp chúng ta gắn kết các phần tử trong cùng con. Và cái này ta gọi là dữ liệu để giải quyết tình huống xung đột. Xong rồi ha. Như vậy thì đến đây chúng ta nhận thấy một đối tượng dữ liệu trong thực tế
Thường thì nó chứa khá nhiều, một nhóm gồm khá nhiều dữ liệu và có thể có kiểu khác nhau. Ví dụ em đã từng quản lý sinh viên, em đã từng quản lý nhân viên, em đã từng quản lý team vaccine. Em thấy các cái đối tượng dữ liệu trong thực tế nó là một bộ gồm nhiều thành phần và mỗi thành phần thì có kiểu riêng. Như vậy thì trong thực tế khi người ta muốn phân biệt cái thành phần đối tượng dữ liệu này với đối tượng dữ liệu khác, người ta hay đưa một cái giá trị vào, đó là giá trị key. Thay vì, thầy nhắc lại, thay vì phải dùng cả một bộ, một nhóm nhiều thành phần dữ liệu để phân biệt đối tượng này với đối tượng khác, thì ta áp đặt mỗi đối tượng dữ liệu một thành phần gọi là key và giá trị key mang dữ liệu phải khác nhau. Vậy thì hai đối tượng dữ liệu khác nhau chỉ cần kiểm tra hai cái key là được rồi. Như vậy ta cảm nhận dữ liệu bên ngoài bao gồm thành phần key và cái phần còn lại thì ta gọi là value. Vậy thì hàm băm thường thì người ta chỉ xây dựng để thao tác lên cái key mà thôi và cho chúng ta chỉ một vị trí. Dữ liệu thì đằng nào cũng phải lưu trữ. Vậy thì ta có một nhóm dữ liệu thì bản chất lưu trữ là một nhóm. Vậy thì mảng chính là phương tiện để chúng ta lưu trữ. Và chúng ta cũng còn gọi nó là bảng băng mà. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta xây dựng cái hàm băng này như thế nào? Nếu cái hàm băng này mà chúng ta xây dựng và nó trở thành cái hàm băng hoàn hảo, thứ nhất, ta lường trước được dữ liệu chúng ta cần phải lưu trữ là bao nhiêu phần tử. Và chúng ta cấp phát sẵn một cái bảng đủ chứa chúng. Và cái hàm băm này chúng ta sẽ được khéo léo đến độ bảo đảm hai cái key khác nhau thì cho hai chỉ số khác nhau. Có nghĩa là bảo đảm rằng cái hàm băm này hoàn hảo đến độ cái tập con ở đây, mỗi tập con chỉ. Như vậy thì khi ta thêm, ta tìm, ta xóa, ta cực kỳ nhanh. Vì thông qua cái key hàm băm cho chúng ta một chỉ số duy nhất và phân biệt. Vậy thì thao tác thêm vào đây cực kỳ nhanh và lúc đó thực sự là bình ổn của một. Còn cái lý tổ tức là thêm một chút thời gian thao tác trên tập con và tập con chỉ có một từ cho nên nó cũng là bình ổn của một. Quay trở lại đây. Tác vụ trên bảng băm bao gồm bình ổn của một là chi phí thời gian của hàm băm nó chạy cộng với một chút tức là thời gian thao tác trên cái tập con. Nhìn lại đây, và tập con này chỉ có một phần tử, vậy thì thời gian thao tác cũng là bình ổn của một. Và lúc này thao tác trên bảng băm thực sự là bình ổn của một. Quá tuyệt vời, mình cũng lý tưởng rồi ha. Và chúng người ta có thể xây dựng kỹ thuật băm một cách tùy tiện, tức là hàm băm này. Cái người hiện thực kỹ thuật băm người ta muốn xây dựng thế nào là quyền của người ta. Vậy thì nếu như em là người sẽ phải đi xây dựng cái hàm băm này, chắc rằng chúng ta cũng cần cái kinh nghiệm của những người khác để chúng ta từ đó chúng ta đứng trên vai của những người đi trước để chúng ta có thể chọn ra cái cách xây dựng hàm băm. Vậy chúng ta sang phần thứ hai, chúng ta được giới thiệu về một số cái cách thông dụng được dùng khi người ta xây dựng hàm băm. Nguyễn Thế Khôi cần hỏi gì về em? Chúng ta sang phần thứ hai, đó là một số hàm băm thông dụng. Vậy đây là những kinh nghiệm của những người đi trước, người ta chỉ cho chúng ta. Thông qua đó chúng ta có thể rút tỉa kinh nghiệm để khi cần chúng ta tự xây dựng. Chúng ta ngồi chúng ta tưởng tượng lại đi. Hàm băm nhận đầu vào bên tay trái nó chính là key của đối tượng dữ liệu. Đầu ra bên tay phải là một con số nguyên. Bên tay trái nó là key.
mà ki thì có thể là chữ, có thể là số, mà đầu ra thì phải là số. Mà muốn có đầu ra là số thì cái đầu ra đó chắc chắn phải là kết quả của phép cộng trừ nhân chia số nguyên. Đầu ra của hàm băm chắc chắn nó phải là kết quả của phép toán số nguyên. Ai đồng ý thứ này? Rồi hàng đây xuống. Thế mà đầu vào là ki của đối tượng dữ liệu. Ki có thể là chữ hay là số. Nếu mà ki là số thì chả có gì để bàn. Còn thì nếu ki mà là chuỗi thì chúng ta phải đổi thành số. Để mà chúng ta thao tác một phép toán số nguyên. Và rồi ta có cái kết quả cuối cùng trả ra của hàm băm. Ai cảm nhận được việc chuyển đổi ki mà là chuỗi thì phải đổi thành số? Ai cảm nhận được rồi từ đây? Rồi hạ đi xuống. Rồi, thế đến đây cái phép toán mà hay dùng đó là phép toán phần trăm. Em biết phép toán phần trăm là phép toán quay vòng. Cái đầu ra nó quay vòng. Ai hiểu được cái phép toán phần trăm ở trong lập trình chúng ta đó, mà trong con nó là phép toán một đô. Người ta biết tắt là chữ mốt. Một đô. Ai hiểu được rằng cái phép toán này là phép toán cho đầu ra quay vòng. Ai hiểu được này? Ai không hiểu được này? Bỏ trong nghĩa không hiểu à? Em mua lô cho 10 thì giá trị của nó sẽ trả chúng ta là 0123456789 trong nghĩa hiểu chưa? Rồi, và đây là một số cách làm của những người đi trước. Phương pháp thứ nhất là phương pháp gấp. Gấp lại. Cái dấu gạch ngang này được hiểu như là cái nếp gấp. Như vậy cái ki gồm có 3 thành phần phân cách bằng dấu gạch ngang như thế này. Thì ta gấp vào cái chỗ dấu gạch ngang này ta có 3 thành phần. Ta lấy 3 thành phần đó ta cộng lại với nhau. Rồi có 1 đô. Dùng phép toán 1 đô. T sai tức là kích cỡ của bạn là số từ của bạn. Ai không hiểu cái phương pháp gấp giơ tay. Xong rồi. Phương pháp thứ hai tức là phương pháp bình phương lấy phần giữa. Square là bình phương, mít là giữa. Và đây là một thí dụ. Ta có ki, ta bình phương cái ki đi. Rồi ta lấy cái thành phần số nguyên ở dạng thể 2 bỏ ở giữa này. Ta lấy phần ở giữa bỏ phần trái bỏ phần phải. Tạm như thế. Không nào nghĩ là cái chiêu phức tạp quá, xử lý cực khổ thôi. Cái tiếp là phương pháp trích. Mời các em nhìn một thí dụ. Đầu tư cái sách tức là trích ra đó. Thay vì lấy cả chúng ta lấy một phần. Trích mà giờ không ai giữ em. Nó kêu đi. Thí dụ chỉ lấy hai số đầu, hai số đuối nối lại với nhau. Lấy hai số bên tay trái và hai số bên tay phải nối lại với nhau. Đang chích này lãnh số giờ mà bây giờ không có ai. Phương pháp kế tiếp là phương pháp chuyển đổi. Ôi, không có ai hết. Không ai. Đâu nơi đem nó. Thí dụ khi là 345 ở đây. Rồi người ta mới chuyển nó thành dạy. Lãnh số 30 mấy. Chuyển thành 423 mấy. Tạm ba mày đi. Có mình mua rồi lại xem 423 này là. Rồi có chạy giờ chương trình đi mà không có người nào hết. Sao đây?
Như vậy thì đến đây em thấy người ta có thể dùng những phương pháp rất đơn giản. Ví dụ như là ở đây khi có 3 thành phần thì còn 3 thành phần hoặc là lấy 2 ký số bên trái, 2 ký số bên phải đối lại thì là đơn giản. Còn có thể những cách phức tạp, ví dụ như là bình phương lên rồi lấy phần tử hoặc là chuyển đổi cơ số rồi lại xem bên dưới số 10. Trưởng qua học chưa bao giờ á. Vậy thì khi em phải đi xây dựng thì đó là những trải nghiệm của người ta. Bây giờ lãnh số rồi 30 mấy. Cái người thiết kế bằng băng sẽ là người quyết định cái cách đi xây dựng bằng băng. Mà không có ai đây nè. Em muốn chọn giải pháp phức tạp. Tôi sợ tôi lập tập cái giờ. Đến đây chúng ta xem một ví dụ. Bây giờ phải vô lại. Ví dụ mã sinh viên của chúng ta là SE1235. Vậy nó bất nguyện cái gì vậy? Quay trở lại màn hình edit để chúng ta ta xem rằng ta thử chúng ta đánh giá nha, chúng ta phân loại đi. Có một khen là được. Ví dụ SE 123456 chúng ta thích cho thành dạ ngoại cũng đi chết 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta bỏ 2 ký tự vệ tinh, 2 ký tự vệ tinh nhà đấy. Nhà em có phải chạy giờ thứ. Chứ bỏ mình ra nhà. Nếu ta làm như thế này thì phương pháp chúng ta đang dùng đó là phương pháp nào? Ví dụ mã sinh viên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhiều quá vậy. Ta biết là mã sinh viên trường chúng ta bây giờ là gồm có 2 ký tự và 6 ký số. Vậy phương pháp này gọi là phương pháp gì? Nếu em xây dựng hàm băng, ký của chúng ta là chữ, bây giờ ta lấy ra một bên phải thôi, thì phương pháp này gọi là phương pháp gì? Ai có đáp, ai có lời giải cho tay? Thầy mời Nguyễn Anh Hà đi. Phương pháp mà chúng ta dùng đó là phương pháp gì? Trả lời đi. Thế này là phương pháp trích xuất extraction nhé các. Rồi, được phương pháp extraction. Nhưng nếu có một bạn này lấy là SE 56 thì đó là phương pháp gì? Nếu có một bạn khác lại chọn giải pháp là lấy hai bên tay trái là chữ SE và bên tay phải là 56, vậy phương pháp là phương pháp gì? Anh Hà trả lời tiếp đi. Con nghĩ cũng là phương pháp đó luôn, cũng là extraction luôn. Cũng là extraction. Nhưng mà khi chúng ta nhận thấy khi lấy SE 56 và bây giờ thì nó lại có chữ. Vậy giờ em muốn đổi thành số thì em làm thế nào? Chữ 56 là chỉ cái tiền đó. Tại vì cuối cùng chúng ta sẽ dùng cái thuật phép toán phần trăm. Thế mà khi em trích em lấy được SE 56 và bây giờ làm thế nào để thực hiện được phép toán phần trăm thì phải đổi thành số. Vậy có ai giới thiệu cho thầy, đề nghị cho thầy một cái cách để tính ra được từ SE 56 mà thành số không? Dùng mã scale thầy. Chính xác. Em có thể em đổi cái SE chữ S thành mã ASCII, em thế cái chữ S bằng mã ASCII, em thế chữ E bằng mã ASCII thì em có một cái chuỗi số. Đồng ý không? Đó là một giải pháp. Em có thể lấy mã ASCII của chữ S, em cộng với mã ASCII của chữ E, em cộng với mã ASCII của chữ 5, của số 5, em cộng với mã ASCII của số 6, em sẽ ra. Em có thể xem như đây là biểu diễn số hệ 10, 6 ở hàng đơn vị, 5 ở hàng chục. Lấy mã ASCII của chữ E ở số hàng trăm và lấy mã ASCII của chữ S ở hàng ngàn. Em tính cái trị hệ 10 ra. Nghĩa là chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta chuyển đổi một cái chuỗi tích số. Và chuyển đổi như thế nào thì cái người đi hiện thực kỹ thuật băng này sẽ là một quyết định. Rồi. Ai cảm nhận được rằng
ra một số những cái thí dụ liên quan đến cái cách đi xây dựng hàm băng rộng từ tay. Rồi hạ cái xuống. Ai cảm nhận được rằng cái kỹ thuật băng ở hàm băng thì người ta hay phải dùng rất chia và thường là phải toán phần trăm. Ai cảm nhận được rồi từ tay. Rồi hạ cái xuống, thầy có thể tóm tắt. Hàm băng sẽ nhận dữ liệu đầu vào là một kính ki và đầu ra là một con số nguyên mô tả chỉ số vị trí của con. Như vậy đầu ra của hàm băng là một con số nguyên, vậy nó phải là kết quả của một phép toán số nguyên. Mà bốn phép toán căn bản là phép toán cộng trừ nhân chia. Trong các phép toán cộng trừ nhân chia thì chỉ có cái phép toán phần trăm, đó là phép toán quay vòng. Nó đi từ 0 cho đến n trừ 1. Nếu n là số phần tử của bạn, vậy chỉ số vị trí nó đi từ 0 cho đến n trừ 1. Vậy trong bốn phép toán căn bản cộng trừ nhân chia thì một cách rất đơn giản, phép toán phần trăm là phép toán cho chúng ta giá trị số nguyên từ 0 cho đến n trừ 1. Cho nên tuyệt đại đa số người ta hay dùng phép toán phần trăm khi xây dựng hàm băng. Ai hiểu được ha? Rõ ràng về những cái giải thích về các phép toán xây dựng hàm băng mà tôi hạ định xuống. Chúng ta sang cái định nghĩa về và đi định nghĩa và giải quyết cái tình huống xung đột. Thứ nhất, tình huống xung đột là gì? Ai định nghĩa được rồi tình huống xung đột là gì cho tay? Thầy định nghĩa rồi. Rồi hạ cái xuống. Tình huống xung đột là tình huống ở đó hai cái dữ liệu đầu vào khác nhau như cho chúng ta cùng đầu ra của hàm băng. Vậy thì câu hỏi, trong tình huống bị xung đột như thế thì những kỹ thuật nào sẽ được áp dụng để giải quyết nó? Thầy nhắc lại một ý tưởng rất cơ bản. Dữ liệu người ta có thì phải lưu cho người ta. Không thể bảo rằng dữ liệu đưa sau vào bị xung đột, dữ liệu đưa trước rồi bảo là bị xung đột rồi, tôi không có lưu. Điều đó là không chấp nhận. Vì hai cái key khác nhau là hai dữ liệu khác nhau, phải lưu cho người ta. Chứ không thể nói rằng khi người ta đưa vào là không có trùng nhau. À, mà hàm băng cho chúng ta phát hiện tình huống xung đột, rồi bảo là xung đột, tôi không lưu. Điều đó là không được. Dữ liệu thì phải lưu. Vậy thì chúng ta được giới thiệu một số những cái phương pháp để giải quyết tình huống xung đột này là rất thông dụng. Thứ nhất đó là phương pháp địa chỉ mở. Cái từ bác học á, từ khoa học người ta gọi là phương pháp địa chỉ mở. Cái từ bình tân mà tôi dùng đó là dò tìm vị trí cái tân. Tức là đưa, đáng lẽ nó đưa vào cái chỗ này nhưng không đưa được vì nó xung đột. Thì ta đi mò cái vị trí kế cận, ta đi dò cái vị trí kế cận đó, ta đưa nó bằng. Thứ hai là chúng ta băm theo nhóm. Và đây là một cái kỹ thuật băm giải quyết xung đột rất tốt và rất linh động. Kỹ thuật thứ nhất này là kỹ thuật dò tìm vị trí kế cận. Đó là khi chúng ta lưu trữ dữ liệu dạng mạng. Còn thì băm theo nhóm, tức là chúng ta lưu trữ dữ liệu kết hợp mạng với lại các cái danh sách với các cấu trúc liên kết. Cho nên đây là phương pháp mà rất linh động, cho phép lưu trữ được rất nhiều dữ liệu. Một phương pháp nữa để làm giảm tình huống xung đột, tức là băm theo khối. Tức là thay vì một cái phần tử trong bảng chứa một phần tử thì bây giờ một cái phần tử trong bảng chứa được 2, 4, 6, 8 gì đó bao nhiêu tùy. Tức là thay vì một cái phần tử trong bảng là một phần tử thì một phần tử của bảng băm bây giờ là một khối gồm nhiều phần tử. Chúng ta sang phương pháp thứ nhất, phương pháp địa chỉ mở. Thầy nói ý tưởng đã. Nào, bây giờ hàm băm của chúng ta là phép toán modulo nhé. Phép toán modulo.
thầy giải thích về mặt ký hiệu trước. Dữ liệu là A5, có nghĩa là dữ liệu này khi hàm được thao tác bởi hàm băm cho chúng ta chỉ số 5. A5 nghĩa là dữ liệu mà hàm băm cho giá trị chỉ số 5. A3 tức là dữ liệu cho chúng ta vị trí số 3 bởi hàm băm. Ai hiểu được cái quy ước về biểu diễn dữ liệu rồi, đưa tay. Rồi hạ tay xuống. Sao lớp này không có ai hiểu được cái giải thích về ký hiệu à? A5 nghĩa là một đối tượng dữ liệu, hàm băm sẽ thao tác lên đó cho chỉ số 5. A2 là dữ liệu mà hàm băm cho kết quả chỉ số 2. A3 là một dữ liệu mà hàm băm cho kết quả là chỉ số 3. Có hiểu không? Ai hiểu giơ tay. Hạ tay xuống. Chúng ta tiếp tục. Đinh Quốc Bảo có biết D9 là gì không? Dạng này là dạng đề thi đó, chú ý nghe. Đinh Quốc Bảo trả lời đi. Dạ, như là theo thứ tự của B. Mình vừa rồi thì nói 2-3 lần mà bây giờ bảo chú ý nghe gì hết. A9, A5 là dữ liệu mà hàm băm cho chúng ta chỉ số 5. Vậy thì B9 nghĩa là một dữ liệu khác mà hàm băm cho chúng ta chỉ số 9. Giờ hiểu chưa bảo? Rồi à. Đó, lúc đầu ở đây bảng băm của chúng ta có 10 phần tử. Đưa A5 vào, nghĩa là thao tác con người diễn tả là từ trái đúng không ạ? Lúc đầu bảng băm trống chưa có phần tử nào, A5 được đưa vào. Vậy thì hàm băm trong các chỉ số 5, A5 vào đây 1. Không hiểu rồi. A2 đưa vào hàm băm trong các chỉ số 2, vậy A2 vào đây 1. A3 hàm băm trong các chỉ số 3, A3 vào đây 1. Ai hiểu được cái cách thao tác ở hình A rồi giơ tay. Dạng này là dạng đề thi đấy nha. Phải giải thích tương tận để về sau này đi kiếm. Tiếp tục. Dữ liệu người ta đưa vào là B5. Vậy B5 hàm băm cho chúng ta chỉ số 5. Mà chỉ số 5 này thì đã bá thằng A5 đã chiếm được rồi. Vậy ta nên tìm cái vị trí kế cận này này để ta đưa B5 vào. Ta đi tìm vị trí kế cận để chúng ta đưa B5 vào, vì đằng nào cũng phải đưa. Và việc chúng ta đi tìm cái vị trí kế cận để chúng ta đưa vào thì phương pháp này gọi là phương pháp địa chỉ mở. Tức là mở rộng nó ra, mở rộng tức là loang nó ra. Từ vị trí chuẩn chúng ta loang ra các vị trí bên cạnh, chúng ta gọi là phương pháp địa chỉ mở. Rồi, và đến đây chúng ta sang phần lý luận. Khi không có xung đột thì chỉ số vị trí chính là kết quả của HK. Ai không biết HK là gì giơ tay. Ai không biết HK là gì giơ tay. HK là hàm băm đó em. Đầu vào là ki là K đó. Giờ ai hiểu rồi giơ tay. Hạ tay xuống. Khi không có xung đột, lấy key của đối tượng dữ liệu, bảo hàm băm nó chạy, nhận tham số đầu vào là K là key, nó cho chúng ta chỉ số vị trí lưu trữ. Nếu không xung đột thì phần tử sẽ được đưa vào cái vị trí được xác định bởi hàm H này. Tiếp tục. Còn nếu có xung đột thì ta lấy HK, ta cộng thêm một cái hàm nữa. Cái hàm để đi tìm vị trí kế cận đó ta gọi là hàm dò, probing function, hàm dò.
Người hiện thực kỹ thuật băm sẽ tự quyết định cái hàm giò này là dạng nào. Và thường thường người ta hay dùng đó là một cái hàm bậc nhất hoặc là hàm bậc hai. Quadratic tức là bình phương. Hàm này là hàm theo một con số nguyên y, và người ta cứ cho y thay đổi từ 1 trở lên để người ta đi mò bằng được cái vị trí trống. Thầy nói xong, nào, ta sang phần. Ví dụ, bây giờ B5, hàm giò ở đây là hàm giò PI bằng y. Nghĩa là ta từ cái HK là cái ban đầu, ta cộng thêm y vào và cho y thay đổi, y bắt đầu đi bằng 1, bằng 2, bằng 3. Nào, cách làm. Vậy khi B5 bị xung đột, cho y bằng 1, thế vào. Vậy 5 cộng 1 là 6. Vị trí 6 đang trống đưa B5 vào. Ai hiểu được tại sao B5 được đưa vào vị trí 6 rồi? Chúng ta rồi xong, đưa A9 vào. A9 hàm băm cho chúng ta chỉ số 9. Vị trí 9 đang trống, không xung đột, đưa A9 vào. Đưa B2 vào. B2 hàm băm cho chúng ta chỉ số 2. Chỉ số 2 thì ở chỗ này A2 đang nằm. Đang ghi đây. Ghi lên 1, 2 cộng 1 thành 3. Vị trí 3 bị A3, bị A3 là chiếm giữ. Tăng lên y bằng 3, y bằng 2, 2 cộng 2 thành 4, thì B2 chiếm giữ, à chỗ này trống, vậy B2 có thể nằm. Tiếp tục tôi đưa B9, B9 thì trùng với lại A9, vậy thì tăng y bằng 1, 9 cộng 1 thành 10, 10 phần trăm 10 là 0, vì các toán này phép toán phần trăm 10. Cho nên B9 được đưa vào vị trí 0. Ai hiểu được B9 được đưa vào vị trí 0 rồi, đưa tay. À, đi xuống. Đưa B2 vào. Đưa C2 vào. C2 hàm băm chúng ta chỉ số 2. Chỉ số 2 thì bị A2 chiếm dụng. Tăng 1 đơn vị lên 3. Vướng. Tăng 1 đơn vị lên 4, vướng. Tăng 1 đơn vị lên 5, vướng. Tăng 1 đơn vị lên 6, vướng. Tăng 1 đơn vị lên 7, chỗ này chống đưa C2 vào. Ai hiểu được tại sao C2 được đưa vào vị trí 7 rồi? Rồi hạ tay xuống. Vậy thì có lẽ các em lại thắc mắc. Em bảo rằng nếu như bây giờ cứ tăng đến 9 mà nó vẫn vướng thì làm thế nào? Thì em tăng 1 nữa vào vì phép toán phần trăm là phép toán quay vòng. Cho nên nó sẽ lại vòng lại từ chỉ số 0. Ai giải thích được kỹ lưỡng tất cả các tình huống khi thêm các giá trị A5, A2, A3, B5, B9, B2, B9 và C2 còn đầu trống với hàm giò tìm là hàm giò tìm cộng y. Ai giải thích được cái hình này rồi, từ đây. Rồi xong. Nào, bây giờ chúng ta thử xem, đây là vừa rồi tác vụ thêm vào. Bây giờ đang tác vụ đi tìm. Ta tìm C2 thì ta làm thế nào? Trả lời. C2 thông qua hàm băm cho ta chỉ số 2. Vậy thì C2 không phải là A2. Đưa vào đã dùng dạng hàm dò tìm này thì lúc tìm kiếm cũng phải dùng hàm dò tìm này để tìm. Vậy tăng 1 đến 3 không phải, tăng 1 đến 4 không phải, tăng 1 đến 5, tăng 1 đến 6, tăng 1 đến 7 và ta phát hiện C2 là không. Ai hiểu được cái cách để đi tìm C2 rồi giờ này? Rồi hạ đi xuống. Bây giờ em đi tìm D2 thì sao?
D2 nhé. Bởi vì D2 thằng băm cho ông ta chỉ số 2. Ở đây, đây không phải D2, tăng 1 không phải, tăng 1 không phải, tăng 1 không phải, tăng 1, tăng 1, tăng 1, và chúng ta phát hiện chú trọng kết luận D2 không tồn tại. Ai hiểu cái cách tìm D2 và kết luận là D2 không tồn tại không? Rồi, hạ như vậy cái thí dụ này thầy đã giảng rất kỹ rồi nha, thêm vào và tìm kiếm rồi nha. Còn đi xóa phần tử, hôm nay thì màn hình của thầy nó hay chạy lung tung. Xóa phần tử sẽ được giới thiệu ở buổi học sau. Đó là cái con chuột của thầy, cháu thầy nó lấy cái chơi rồi. Thầy xài cái con chuột rê rê ở trên cái bàn phím đó, cho nên nó không có được một lắm. Chẳng không lắm. Rồi, như vậy đến đây slide này như vậy là xong. Chúng ta sang slide kế tiếp là chúng ta thông qua hàm dò tim bình phương. Mời các em nhìn khi bị xung đột thì hàm dò tim đây là cộng trừ bình phương. Nghĩa là xét cộng trước rồi xét trừ sau. Thầy giải thích. Thầy giải thích một cái thôi, còn phần còn lại em tự tìm hiểu. Bảng băm ban đầu 10 phần tử. Hàm băm cũng được xây dựng cơ bản đó là phần trăm của 10. A5, A2, A3 vào không có gì bạn. Đưa B5 vào. B5 vào xung đột với A5. Y bằng 1. Cộng được xử lý trước. Vậy thì 1 bình là 1 cộng 1 trước. 5 cộng 1 thành 6. Câu này chồng B5 vào thành 1. Đưa A9 vào không xung đột, không có gì bạn. Đưa B2 vào. B2 vào thì chúng ta nhận thấy rằng B2 bị A2 chiếm được rồi. Cộng 1, 1 bình là 1, cộng 1 thành 3. 3 bị thằng A3 chiếm được rồi. Vậy thì xét cộng xong rồi, bây giờ xét trừ, 7 trừ 1. 2 trừ 1 bằng 1, 7 chốt cùng 1 này trong B2 bỏ đi 5. Ai hiểu được cách thêm B2 rồi từ đây? Nhớ cái phép toán chỗ này là cộng trừ. Xét cộng không được thì xét trừ. Rồi, đến đây thì phần cuối này thì em cần làm. Nhớ, những dạng này là những dạng thi nha. Phần giải thích trên này có hết rồi đó. Đừng đọc phần giải thích, để các em tự làm bằng tay đã. Nếu làm mà cảm thấy lúng túng thì mới đọc phần giải thích không. Chúng ta sang phương pháp sâu chuỗi. Phương pháp sâu chuỗi tức là chúng ta mang những phần tử trong một cái tập con chúng ta ghép lại thành một nhóm riêng. Vậy nếu ghép riêng thì ta gọi là separate chaining. Nếu chúng ta dùng một cái mạng một chiều để lưu trữ tất cả các phần tử thì ta phải sâu chuỗi, tức là chúng ta phải có cái thông tin báo cho biết rằng cái nhóm phần tử nào là cùng một con. Đặc thứ hai là chúng ta dùng cấu trúc liên kết, hoặc là chúng ta tách riêng cái nhóm con thành một tập riêng. Nó có hai cách để chúng ta sâu chuỗi. Thứ nhất, sâu chuỗi các phần tử là gì? Trả lời. Đó là cách mà chúng ta đi kết nối các phần tử trong cùng một tập. Ở đây gọi là con. Vậy thì tùy thuộc vào cái cách lưu trữ, nếu chúng ta mang tất cả các phần tử của tất cả cái tập lớn đó gom lại trong một cái mạng một chiều thì ta phải gom nhóm các nhóm con lại với nhau. Đằng thứ hai là mỗi nhóm con chúng ta sẽ lưu trữ thành một nhóm tách biệt ra. Cái cách lưu trữ nhóm con tách biệt thì ta gọi là separate chaining. Vậy thì cái bảng băm bây giờ nó đóng vai trò là một bảng phân phối. Nào, chúng ta sang. Thứ nhất đó là phương pháp sâu chuỗi tách biệt. Mời các em nhìn. Đây là một tập con. Đây là một tập con riêng. Và mỗi tập con ở trên minh họa này đó là một danh sách liên kết lời nhau. Vậy thì cái bảng gọi là bảng băm của chúng ta ở đây nó chỉ chứa các cái địa chỉ để truy xuất cái tập con này mà thôi. Mà mỗi tập con là một danh sách liên kết.
Như vậy thì đến đây, cái tập con, cái nhóm con này đây, cái tập con này đây, chúng ta có thể dùng cái sét liên kết như hình minh họa, mà chúng ta có thể dùng mạng một chiều, chúng ta có thể dùng cấu trúc cây nhị phân ngay cầm chúng ta, và kể cả chỗ này là một bảng băm nữa chả sao cả. Và cái dạng liên cấu trúc liên kết này thì đây là cái dạng mà kỹ thuật băm linh động nhất, muốn bao nhiêu phần tử cũng được vì nó không bị giới hạn việc cấp bắt bộ nhớ trước. Nhưng mà đó, thế bây giờ thầy hỏi em, vậy thì tập hợp các đối tượng của chúng ta được chia thành 10 tập con. Vậy thì nếu tổng số phần tử của tất cả các cái dữ liệu mà phải quản lý là 1.000 mà được chia như thế này là chia thành 10 tập con, vậy trung bình, vậy trung bình một tập con là bao nhiêu? Tổng số phần tử là 1.000, số tập con là 10, vậy trung bình một tập con có bao nhiêu? Ai biết được này? Một ngàn phần tử chia thành 10 nhóm con, vậy thì trung bình một nhóm có bao nhiêu phần tử? Ai biết giơ tay coi. 100 ạ. Rồi tiếp tục. Rồi hay nè. Như vậy thì cái ở Lipto đó, cái một chút ở trong thao tác trong cái tập băm chính là thao tác trên cái tập con. Và tùy thuộc vào cái cấu trúc dữ liệu chúng ta dùng để mô tả cái tập con này mà cái chi phí trên tập con này khác nhau. Em còn nhớ mạng một chiều thì độ phức tạp trên mạng một chiều như thế nào biết rồi, giấy xét liên kết thì như thế nào biết rồi, cây nhị phân BSD cân bằng thì nó như thế nào em biết rồi. Rồi vậy thì đến đây là cái cấu trúc bằng băm linh động nhất có thể có nhé. Rồi ta hỏi như sau, gọi n lớn là số phần tử được quản lý, gọi m lớn á, m hoa đó là số tập con, m là số phần tử của các bạn ở đây. Vậy thì tác vụ tìm kiếm trên bảng băm này có độ phức tạp bao nhiêu? Ai trả lời được đúng đây? N là số phần tử, M là số tập con, bình là N chia M. Hỏi tác vụ tìm kiếm của một phần tử trong cái kỹ thuật băm này là bao nhiêu? Ai có đáp án giơ tay? Ai chưa có đáp án giơ tay? Quá dễ hết Nguyễn Thành Hà. Tác vụ tìm kiếm trên danh sách liên kết đó là vectơ của n với n là số phần tử. Vậy thì số phần tử trung bình cho một tập con bây giờ là n chia m mà nó là một danh sách liên kết. Vậy thì tác vụ tìm kiếm có độ phức tạp là vectơ của n chia m. Hiểu không Nguyễn Thanh hả? Dạ được không thầy? Thì ta nói khác đi, cái là bắt đầu lúc N là số phần tử được quản lý, M là số phần tử của cái bảng này, có nghĩa là tập hợp dữ liệu sẽ được chia thành M một tập con.
Vậy thì N là tổng số thực sự, M là số tập con. Vậy thì một tập con trung bình sẽ có N chia M phần tử. Mà một tập con lại là danh sách liên kết, và tác vụ trên danh sách liên kết là Big O của số phần tử. Vậy thì tác vụ tìm kiếm ở trong cái tập văn này chính là Big O của N chia M. Ta vừa nói đó, tìm trong tập lớn thì lâu, nhưng mà tìm trong tập nhỏ thì nhanh. Tức là một phần M của Big O của N thôi. Xong rồi. Thôi, đến đây thì chúng ta bây giờ 8 giờ 20 rồi. Phần lý thuyết đến đây là ngưng. Có ai cần hỏi thêm gì thì hỏi đi.